Xin chào người, tất cả những thành viên của Tiền Academy, cho những người nào đăng ký, nhớ bạn phải lên cái nền tảng X, lấy cái tên của thằng cu này, ok, dán nó vô trong đây, dán vô đây là bạn có thể tìm được mình, ok. Và cân nhắc cái này là cái cân nhắc trước khi mình đẩy cái video tín hiệu ra cho bạn á, thì mình sẽ nói là cảnh báo một cái video tín hiệu mới xảy ra trong 15 phút. Và bạn thấy như vậy, cái sự học hành của mình nó chưa xong. Lúc nào nó cũng hơi chậm chễ chút xíu. Ok, đây là 45 phút, 54 phút rồi. Nhưng mà mình nói 15 phút mình chưa gửi qua cho bạn. Nhưng cái mà bạn cần đợi ý á, là chừng nào bạn thấy là tín hiệu giá BTC đã được gửi thì bạn kiểm tra cái tài khoản của bạn và cân nhắc cho một lần nữa. Nhớ là sau khi mình quay xong một cái video như vậy, sau khi mình quay, ok, quay một cái video như vậy, nghe, quay được một cái video như vậy, sau khi mình quay xong là mình gửi thẳng vào trong tài khoản của bạn. Và nhiều lúc như vậy nó sẽ tốn vài phút sau đó bạn mới coi được cái video, thì đừng có nhắn vô hỏi tại sao không coi được, cho những người mới người ta không biết, những người cũ thì người ta biết rồi. Cái video vừa quay xong nóng hổi là mình gửi cho bạn, bởi vậy nó phải cần một chút thời gian để cho nó upload lên trong cái server của nó, bạn mới coi được. Cẩn thận, ok, không cần nhắn vô, ok. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, xin chào.